Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị đến với làn điệu hát lượn mang tựa đề Nàng ới, phỏng theo dân ca Tày, tác giả Phó Đức Phương, do Công Tuyến, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện biểu diễn. Vần xuân mà đi nấy pha lần mê.
nàng ơi chiến vận bí mật ơi điều cả phương.